Rồi chào các bạn. Sau lưng mình đây là thác Drei Sáp. Hôm nay thì cách đây vài năm mình trở đi rồi. Lúc đấy thấy nó lớn hơn. Bây giờ nhỏ xíu rồi. Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay mình xin giới thiệu về thác Drei Sáp. Thác Drei Sáp là một thác nước trên dòng sông Serepok. Nó còn có tên gọi khác là thác Chồng. Thì ngày xưa lắm, ông bố anh mới dẫn anh lên xã Nam Hà, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông và cho anh nhìn ngắm một con thác rất chi là lớn. Ngày nay, sau bao nhiêu năm bôn ba trở về, anh vẫn cái đường cũ mà đi thẳng tiến nhằm theo hướng nam, cách thành phố Buôn Ma Thuột chừng 30 km. Anh đến thăm con thác, nhưng mà có vẻ quy mô của nó không còn to như trước kia. Theo tiếng Ế Đê, Drei Sáp có nghĩa là thác khói. Bởi lẽ dòng nước từ trên cao đổ xuống thung lũng tạo thành một khối lớn bụi nước bay là lả như màu sương khói. Và câu chuyện huyền thoại về tháp Drei Sáp bắt đầu từ đây. Ngày xưa lắm, có một thiên nữ Ế Đê xinh đẹp tên là Hermi. Nhiều chàng trai giàu quá từ khắp các buôn làng mờ nông Ế Đê đến đây cầu hôn nhưng bị nàng cự tuyệt. Bởi lẽ nàng đã chót thầm yêu trộm nhớ một chàng trai hiền lành nhưng nghèo khổ rách áo ôm ở chung buồn với nàng. Một hôm, nàng cùng người yêu đi ra rừng ngồi nghỉ trên một chiếc ghế đá lớn. Đột nhiên có một con quái vật từ đầu xuất hiện. Đầu nó to như hạt nho, mắt đỏ như rau xà lách. Từ trên cây, con quái vật lao xuống nhưng chẳng may té cái ụt xuống nước làm nước sông bắn tung tóe về phía hai người. Chàng trai bị bắn văng xa hàng trăm mét rồi ngất đi. Đến khi tỉnh dậy mới hay người yêu đã bị con quái vật thập diềm từ lúc nào không biết. Quá đau khổ, chàng trai hóa thân thành một cái cây toa đâm rễ sâu vào thẳng đá. Toàn thân phát ra những tiếng kêu than vãn nhung nhớ đầy đau thương. Chỗ chàng trai bây giờ là rừng cây bên bờ đá của dòng thác. Còn chỗ con quái vật lao xuống đã trở thành thác nước mà các bạn đang nhìn thấy trên video. Thác nước cao nhất vào mùa xuân là 12 m và rộng chừng 120 m. Câu chuyện đến đây là kết thúc. Tuy còn rất nhiều điều mình muốn nói, nhưng dù sao thời lượng video cũng đã hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện tào lao bí đao của Tuấn Anh trên kênh Thường Vĩ. Hy vọng các bạn sẽ có dịp đến thăm thác Drei Sáp. Và nhớ đừng quên mang theo áo phao vì nhỡ đâu nếu các bạn trượt chân rơi xuống thì người thân cũng dễ vớt lên. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại.